chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Thì hôm qua mình coi rất nhiều video clip của Cristiano Ronaldo và nhận ra anh ấy có những cái kỹ thuật cá nhân rất là hay. Anh ấy làm đi làm lại kỹ thuật đó rất là nhiều lần, và những kỹ thuật đó mang thương hiệu của CR7. Anh ấy không chỉ thực hiện một lần đâu, anh ấy lặp đi lặp lại làm thành cái sở trường của mình trong cái trận đấu. Và mình đã xem những việc đó đêm qua, hôm nay mình sẽ làm clip tập luyện những cái động tác đó của Ronaldo, thì anh em có thể xem để bắt chước tập theo nhé.